luật sư Bùi Kim Thành. À, xin chào chủ phố Ulsa Hoàng Lân. À, lát nữa đây được biết là khoảng 2 giờ, bây giờ là 11 giờ rưỡi. Lát nữa khoảng chừng 2 giờ chị sẽ có dịp gặp lại bà Trần Hải Thanh Thủy ở chùa Bát Nhã, cách đây khoảng chắc chừng 1 mai. Thì lâu ngày rồi, lâu lắm rồi chị mới sẽ gặp lại bà ta, thì tâm trạng của chị như thế nào? Trước hết là đây là một cái chuyện bị chủ phố Ulsa bắt cóc ngay tại phòng tranh Quận Long Linh và trước tiệm mì. Trước khi thằng Tây đi tới chỗ họp báo chỗ quán sen của anh Lý Quân Trúc á, anh chiến sĩ Võ Đức Văn có họp báo lúc 12 giờ. Sau đó thì thằng sẽ đi qua bên chùa Bát Nhã. Thì theo Hòa Thượng Thích Minh Trí báo cho biết là 2 giờ thì Trần Thái Thủy sẽ tới để cảm ơn Hòa Thượng Thích Minh Trí. Thì chị cũng đem luôn cái đôi dép, đôi guốc á, để tặng cho thân chủ của mình vừa mới bị lôi cổ trục xuất ra khỏi nhà tù lớn Việt Nam. Cái tâm trạng của chị là thật cảm ơn ơn trên đã cho được một trong hàng triệu dân oan Việt Nam, chủ tịch đảng dân oan đã ra khỏi, để trục xuất ra khỏi một tù lớn Việt Nam để đến Hoa Kỳ để đem cái quyền làm người của mình cùng với tất cả quý đồng bào thân yêu quý tại hải ngoại này có còn lương tri làm người, cùng tiêu diệt thảm họa cộng sản bao nhiêu năm bằng rồi cái chuyện cách mạng Hàng Hoa. Thì chẳng có bao nhiêu năm hết trơn, thì trước khi mà Trần Khải Anh Thủy bị lôi cổ vô tù lần thứ hai thì thành vẫn có liên tục là coi như là liên lạc với lại Trần Khải Anh Thủy trong một tù lớn Việt Nam bằng nhiều cách, nhưng mà gặp và trực tiếp với nhau thì vào Tết Tết Mậu Tý. Trước khi thành bị lôi cổ vô tù giam oan, tù điên oan lần thứ hai là năm mấy vậy? Năm 2008. Vậy là cũng khoảng cỡ chừng 3 năm rồi chưa gặp lại nhau. Thì chị nghĩ là chị sẽ khóc khi mà gặp bà Trần Khải Thanh Thủy, một người biết quen biết cũ không? Giọt nước mắt của chị không để dành cho ngày hôm nay, mà coi như là nếu có giọt nước mắt đó thì chắc qua là chỉ có thể là Trần Khải Thanh Thủy, vì quá sung sướng khi gặp lại nữ luật sư miễn phí của hàng triệu dân oan Việt Nam ngay tại đất nước Hoa Kỳ. Chị nghĩ bà Trần Khải Thanh Thủy sẽ khóc không? Không, chị ông nếu có thì xảy ra chuyện đó thôi, còn không sẽ là những nụ cười giống như là Trần Khải Thanh Thủy nói là cười trong tù mà cứ cộng sản khủng bố, thì coi như là thành chị nghĩ đó có thể là những nụ cười. Chị vừa mới nói là sẽ có một cái đôi guốc tặng cho bà Trần Khải Thanh Thủy. Dạ. Xin cho biết cái đó là cái đôi guốc đôi giày, đôi dép mà chúng tôi xem không ạ? Dạ không. Thì để đến lúc đó gặp, nếu mà quý chủ phố Ulsa có nhã ý để đến gặp cái cuộc gặp á. Nhá thì coi như là thật sự là cái này là do là thành đi mua, thì là ai về gặp đồng bào á, thì nghe nói ý định của thành là coi như để tặng 3 đôi. Là coi như tặng Trần Khải Thanh Thủy để mà coi như là làm vào cái việc mà mục đích như hôm qua thành có nói ở trên phố Ulsa đó. Có thể nói lại đó là hãy Trần Khải Thanh Thủy hãy đứng trên đôi chân của mình khi được thoát trục xuất lôi cổ ra khỏi một tù lớn Việt Nam, và hãy dùng sử dụng đứng vững vàng trên đôi chân của mình, sử dụng quyền làm người mà tại đất nước Hoa Kỳ duy nhất người dân oan có, để cùng với mọi người thực hiện chiến thắng cách mạng Hàng Hoa. Và nếu trong cái cuộc thực hiện chiến đấu mà để mà thực hiện cuộc chiến thắng của cách mạng Hàng Hoa tiêu diệt khủng bố VC, và đồng thời có phải bảo vệ đất nước Hoa Kỳ nè, sẽ gặp cái bọn chống cộng dởm xạo bịp gian manh lừa đảo, thì hãy cảnh cáo nó, nếu nó không nghe phải dùng quyền làm người của mình và luật pháp Hoa Kỳ cho phép đập dán thẳng vào mặt nó bằng những đôi dép này, đập bằng tất cả những hậu quả là luật sư Bùi Công Thành sẽ làm cho chính phủ Hoa Kỳ sẽ vừa cảm ơn Trần Khải Thanh Thủy mà vừa là khen tặng Trần Khải Thanh Thủy, bởi vì đã dám dũng cảm bảo vệ nước Hoa Kỳ tiêu diệt bọn cộng sản khủng bố VC nằm vùng ngay tại đất nước Hoa Kỳ, gây án thay cho cộng sản khủng bố VC. Mà hiện nay đang có một số kẻ coi như ngu ngục nghiệt xúc ác gian sử dụng quyền làm người của mình trả thù thay cho bọn cộng sản khủng bố VC, là bao vây làm hại những cái người mà thật sự là muốn diệt cộng sản, diệt khủng bố. Trở lại cái cuộc gặp gỡ sắp sửa 2 giờ chiều nay, thì chị có dự định là sẽ nói chuyện gì với lại bà Trần Khải Thanh Thủy không? Không nói gì hết, chỉ cần nhìn nhau hiểu rồi, không nói gì cả. Và chị dành cho Trần Khải Thanh Thủy được nói lên tiếng nói làm người của mình. Còn chị được gần 3 năm được làm người ngay tại đất Mỹ thay cho hàng triệu dân oan Việt Nam rồi. Chị sẽ nhường cái phần nói đó cho Trần Khải Thanh Thủy. Cũng như là chị cảnh cáo mọi người, chị báo hiệu cho tất cả những kẻ mà ngu ngục nghiệt ác từ trước đến giờ, sau gần 3 năm mà hàng triệu dân oan tị nạn cộng sản khủng bố VC bị khóp miệng, khóp mỏ, bị cướp cái quyền làm người ngay tại cái đất nước Hoa Kỳ này bằng cái bọn báo đài nghiệt xúc tay sai cộng sản. Quay phim thì có quay, phỏng vấn thì có phỏng vấn, nhưng không dám đưa lên.
Cái đó là trừ có nói không Busa TV không có trừ phố Busa TV và báo Việt Quốc Ly. Còn cái chuyện mà coi như là và một số báo đài tuyệt vời khác nhưng mà Thành không muốn nói tên, bởi vì cứ để cho người ta thầm lặng giúp cho hàng triệu dân quan Việt Nam thực hiện chiến thắng của cách mạng Hàng Hoa, khi có cả chục tỷ đô la hơn vì được bồi thường riêng cho luật sư Vũ Thành, lúc đấy Thành tri ân thì sẽ biết được đó phe ta là ai và phe địch là ai. Tại sao không để tôi cộng sản khủng bố vi sinh nó chui vô để nó nằm vùng nó phá hoại, thì bây giờ chúng ta cũng sẽ có những người nằm vùng để mà bảo vệ cho hàng triệu dân quan Việt Nam thực hiện chiến thắng của cuộc cách mạng Hàng Hoa này. Xin cảm ơn luật sư Bùi Trung Thành, và chúng tôi sẽ cố gắng tường thuật lại buổi gặp gỡ rất là hy hữu của bà và bà Trần Khải Thanh Thủy chiều nay. Và xin phải nhớ là cái cuộc gặp này là do Hồng Ân Ân trên biểu, chứ không phải tự nhiên Thành sắp đặt, không hề sắp đặt và không hề có ý định đó. Xin cảm ơn.